đi phát quà cho trẻ em, thái độ và trang phục của Ninh Dương Lan Ngọc trở thành tâm điểm. Ninh Dương Lan Ngọc trải qua một mùa Trung thu đáng nhớ bên những người đặc biệt. Vào dịp Trung thu năm nay, Ninh Dương Lan Ngọc có chuyến thăm, phát quà cho các em nhỏ đang điều trị ở bệnh viện. Trang phục và thái độ của sao nữ gái già lắm chiêu trong chuyến đi gây nhiều sự chú ý. Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc đã nhận nhiều lời khen khi chung tay ủng hộ bà con đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Trong những hình ảnh được Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ, người đẹp diện áo sơ mi trắng kín đáo, kết hợp với quần dài màu đen. Nữ diễn viên búi tóc gọn gàng, mang khẩu trang khi gặp các em. Hình ảnh mới của Ninh Dương Lan Ngọc có phần đối lập so với dáng vẻ lung linh, quyến rũ mà mọi người thường thấy. Dù che chắn kỹ càng, ăn mặc đơn giản, nữ diễn viên vẫn rất tỏa sáng, khí chất. Ninh Dương Lan Ngọc mang lồng đèn đến từng giường bệnh cho các em nhỏ, có em còn đang truyền dịch. Trong một khoảnh khắc được ghi lại, nữ diễn viên cẩn thận cúi thấp người. Có lúc cô còn khuỵu gối xuống để dễ dàng đưa quà cho các bé và phụ huynh. Trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết mình rất hạnh phúc khi mang lại niềm vui nhỏ bé cho các em vào dịp Trung thu. Khán giả dành nhiều lời khen cho hành động đẹp của Ninh Dương Lan Ngọc. Bên cạnh đó, trang phục và thái độ ân cần của người đẹp cũng được đánh giá cao. Cách đây không lâu, nữ diễn viên từng ghi điểm khi ủng hộ 60 triệu đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Yari và lũ lụt miền Bắc. Thời gian gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc đẩy mạnh tham gia các sự kiện giải trí, chưa tái xuất đóng phim. Dự án gần đây của cô là Cô gái từ quá khứ, đóng cùng Cai Tiên Nguyễn. Trước đó, nữ diễn viên gây bất ngờ khi thông báo đi du học Úc khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Quyết định này khiến Ninh Dương Lan Ngọc nhận nhiều lời bàn tán không hay. Thậm chí có tin đồn cô đi nước ngoài sinh con. Nữ diễn viên lập tức phủ nhận các thông tin sai lệch, cô vẫn giữ thái độ tích cực, vui vẻ.